Đã đến giờ vào lớp ạ. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ với cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ri ri si kara ta te chan ta li ke vi ma ne di be ra te chan ga me ta ru wa na ga ha ne ye ha wa thum hi ke te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nam sa tha vô mê su nan tu tham ma sa va na ca lo a yam pha đăng ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đăng ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đăng ta nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu tha sa nam mô ta sa pha ga va to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Tutiyammi Buddhang Saranang gacchami tutiyambi dhammang saranang gacchami tutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso phagawa arahang sama sambutho vicha jarana sambano Sugato loka vidu anutaro purisarama sarati satade vamanusana Butho phagawati nati me saranang anyang butho me saranang warang Ete na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang Phu ta mang ge na wan de hang ba da pang som wa ru ta mang Bu te yo kha li to do so bu tho kha ma tu tang ma mang Sa kha to pha ga wa ta tham mo san di thi ko a ka li ko e hi pa si ko O panayi ko pa cha tang we di ta po win nyu hi ti na thi me saranang anyang tham mo me saranang warang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang Uttamang ge na wan de hang tham mang cha du vi thang warang tham me yo khali to do so tham mo Khamatu tang mamang Subati bano phagavato sa waka sangho Ujubati bano phagavato sa waka sangho Nyayabati bano phagavato sa waka sangho Samichi bati bano phagavato sa waka sangho Yadidang chattari burisa yugani atha burisa bungala E sa phagavato sa waka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjangrikaraneyo anuttaram punyang khetang loka satinathi me saranang anyang sangho me saranang vara e te na sacha vacche na hontu me chaya mangalam Uttamang ge na wan de hang sang khan cha du vi tho tam sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang wan da mi je ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tang saririka tha tu maha bo thing bu tha ru ba sakalang sa da
Sam mô thê a tha vi san cha đo đa san cha sa ha sa kê Pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham man cha sang khan cha a đa rê Na na ma mi hằng na ma ka ra nu pha vê Na han toa sa tê u ba đa vê Aneka antaraya piwina santu ase sato sambuthe pancha panya sancha chatu visati sahasa keda sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham mancha sangkhancha adare nanamami ha namakara nufawe nahanto sabbe ubatawe Aneka antaraya piwina santu ase sato sambuthe na utarasate atha jatali sasahasake visati sasahasa ninamami sirasa aham te sangthammen cha sangkhan cha adare nanamami hang namakara nufawe naham to sabbe upatawe Aneka antaraya piwina santu ase sato Sabbe burati maya disaya sata awera sukhi honu Sabbe burati maya disaya sata awera sukhi honu Sabbe dakina ya disaya sata awera sukhi honu Sabbe dakina ya disaya Yanuri saya sata awera sukhi hondu sape paichima Yari saya sata awera sukhi hondu sape paichima Yanuri saya sata awera sukhi hondu sape utara Yari saya sata awera sukhi hondu sape utara Yanuri saya sata awera sukhi hondu sape Umbarima yari saya sata awera sukhi hondu sape Hetima yari saya sata awera sukhi hondu sape Sata awera hondu sukhi ta hondu Nidukha hondu abhya pacha hondu Anika hondu dikha yuga hondu Avura hondu sampati hisani chantu Sukhi atanang pariharantu Dukha pata janik dukha faya pata janik faya Soka pata chani soka hondu sape pipani no Akasata jafomata dewana gamahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhan tu sasanang Akasata jafomata dewana gamahitika Munyang no anomodang tu jirang rakhan tu no garu Akasatha jafomatha dewanaga mahitika Munyang no anomodang tu jirang rakhan tu nyatayo Akasatha jafomatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu panino Akasatha jafumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale Sadhu, 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 sadhu Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Xin kính chào lớp. Bây giờ hôm nay thì
Quyển 2 là mình đã học xong cái phần bài tập cơ bản, và trước đây thì quyển 2 mình chưa có phần bài tập nâng cao. Thì trong thời gian mình chờ khai giảng lại quyển 1 với quyển 3 thì chúng ta tạm ôn lại bài học quyển 2 bằng cách là sửa các bài tập nâng cao để giúp các tử mình nhớ lại một số văn phạm, rồi cũng nhớ thêm được từ ngữ, để khi mình học quyển 3 thì nó hơi khó một tí. Dạ, tại thấy các tử mình cũng chưa nhớ được nhiều. Dạ. Bây giờ mời cô Ngọc Trân đưa cái bài tập lên, rồi mời lớp đọc trước, đọc các câu bài tập đó trước, rồi sau đó mình sẽ sửa. À, cũng giống như mỗi khi mình chọn mỗi một người một câu để chúng ta tập sửa. Với trong thời gian người ta đưa bài lên trên lớp đó, mình cũng cố gắng tải về để mình xem trước. Mình xem trước. Tại phần nâng cao quyển 2 này là nó bắt đầu khó hơn một tí. Là nó đòi hỏi là cái kiến thức từ quyển 1 mình phải có nhớ. Kiến thức nhớ từ quyển 1. Và tại văn phạm nó không còn là bài nào thay bài đó nữa. Nó sẽ trộn lẫn các bài với nhau. Trong quyển 2 này nó sẽ, phần nâng cao này nó khó hơn một tí. Ra bây giờ mời lớp đọc trước, giơ tay lên đọc bài trước, rồi sau đó chúng ta sẽ sửa bài tập. Lớp giơ tay lên nghe cô Phước Duyên mời lớp đọc bài giúp sư. Anh đây sư đọc trước cái đi ha, sư đọc trước cái đi, sư đọc trước cái mà mọi lớp đọc sao. Bodhisatto Tusita Pavato Chavitwa Asalhama Sasa Punamiyang Mahamaya Mahamaya ha, chỗ này thêm trường âm lên, cái này bị sai nè. Mahamaya Devi Kuching Okami Yasothara Raja Kumar Ri Siddhartho Nama Raja Kumaropi. Cái động từ này số ít ha. Ahosi, mình sửa lại động từ Ahosi luôn. Câu số 3, Devi Dasanang Masanang Achyena Gấp hàng gần hi toa Surya gatiya te visa yutara chasata chasata sa yasanang pure lumpini wanasmin yesa vesa khama sasa punamiya rajaputang jayi Santusita Devaputo Kalodipo Padeso Kalang Mata Jati Pancha Mahavilokanani Voloketwa Tusita Bhagavato Javi Deviya Kuching Okamitum Pupala Rajaputesu Jayitesu Paweniya Atano Atano Te Sangna Mangka Tung Pramane Abhinhang Ni Mantenti. Dừng lần nữa ha. Bodhisatto Tusita Tusita Bhagavato Chavitwa Asalhama Sa Sa Punamiyang Mahamaya Devi Deviya Kuching Okami Yasothara Raja Kumari Siddhartho Nama Raja Kumarasa Agga Mahesi Panara Hula Raja Kumaro Pitasa Raja Putto Ahosi Devi Dasanang Masanang Achyena Gappangan Hitwa Surya Gatiya Devi Sayutra Chasatasa Vasanang pure lumpini vanasming ve sakha ma sasa punamiyang rajaputang jayi
san tu si ta de va pu to ka lo di po pa de so ku lang ma ta cha pi pancha maha vi lo ka na ni vo lo ke toa tu si ta pa va to cha vi de vi ya ku ching ok ka mi tung pu pa la ra cha pu te su cha yi te su pa we ni ya atano atano te sang na mang ka tung pramane apin hang ni man ten ti. Rồi à, mời lớp giơ tay lên em đọc bài đi. Đọc đây trước rồi chúng ta sửa. Cô kia mời lớp đọc bài giúp sư đi. Dạ mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu dịch Bali sang tiếng Việt. Câu thứ 1: Bodhisatto Tusita Pavato Chavito Asaha Masasa Masasa Punamiyang Maha Maya Deviya Kuching Okami. Câu số 2: Yasothara Rajakumari Siddhartho Nama Raja Kumarasa Agama Hesi Hesi Bana Rahula Raja Rahula Raja Kumaro Bi Tassa Raja Butto Ahosi. Câu số 3: Dewi Dasanang Masanang Akyayena Gaphang Ganghitoa Suriya Gatiya Tevi Sakyutara Chasatasa Vasanang Bure Lumbini Vanasmin Vesa Khama Sasa Punamiya Rajabutang Chayi. Câu số 4: Santusita Devabutto Kalo Dibo Badeso Kulang Mata Chati Pancha Maha Vilo Kanani Voloketoa Tusita Pawato Chavi Deviya Kuching Okka Mitung. Câu số 5: Phubala Raja Buttesu Chayi Tesu Baweniya Aktano Aktano Tesang Namang Katung Pramane Afin Hằng Ni Man Tem Tí. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ xin đọc 5 câu tiếng Bali dịch cho quý vị. Câu số 1: Bodhisattva tusita pakwato chakito asatha masasat buna nityam maha maya de vidya kuchin otkani. Câu số 2: Yosatha raja yak kumari kumari siddhato nama raja kumasasat agyap mahe si bana ruhu la ya yak kumaro pitasa ya yak tuto ahusi. Câu số 3: Devi dasanang masanang asak yena yak thang yak hitoa supri yak raktiya devi sati takrakat satasak yak sanang bukre lâm vi ni vát nát nhìn về về xa kha ma sắc xa bu nát mi già ra dắt bút tâm và ví. Câu số 4: Sang tu si tác đề vác bút tổ thà lô đi cô bác đế sô phu lầm ma ta cha tí bằng cha bạc ma hà vi lô khát nà mi mi
Hanani Yoko Yoko Ketong Tusita Pakwato Chakvi Devya Kuchin Othamitum Tosunam Upala Rayakutesu Yagitesu Bakve Nitya Apano Apano Tesan Nakmang Khatum Ramane Akitam Nitmang Tenti. Con xin hết rồi chưa? Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất ạ. Bodhisatto Tusita Phawato Chavitoa Asalaha Masasa Unnamizang Maha Maja De Quý Gia Cúc Trình Ô Cá Mí Ốc Cá Mí. Câu số 2. Jaso Thara Raja Kumari Sitato Nama Raja Kumarasa Afga Mahesi Pana Rahuna Raja Kumaro Pi Tassa Raja Puto Ahosi. Câu số 3. Devi Dasanang Masanang Akcha Zena Gaphang Ganhitoa Surizagatiza Devi Satut Tara Cha Satasa Wasanang Pure Lumbini Wa Nasming Gwesa Khama Sasa Puna Miza Raja Putang Chazi. Câu số 4. Santu Sita Dewa Puto Kalo Dipo Dipo Pasedo Padeso Kulang Mata Chati Pancha Maha Vilo Kanani Volo Ketoa Tusita Fawato Chavi Deguiza Cúc Trình Oka Oka Mi Tùng. Câu số 5. Upala Raja Pute Su Cha Di Te Su Pave Niza Atano Atano Te Sang Namang Katung Brahmane Aphinhang Niman Ten Tí. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất. Bodhisatto Tusita Pagwato Chavitoa Asanha Asanha Masasa Bonamiyan Mahamaya Deguya Kuching Okami. Câu số 2. Yasothara Raja Kumari Siddhartho Nama Raja Kumarasa Akga Maheshi Bana Rahula Raja Kumaro Pi Tassa Raja Putto Ahosi. Câu số 3. Devi Dasanang Masanang Accha Yena Gappang Ganitoa Suriya Gatiya Tevi Sat Yutpara Chasatasa Wasanang Pure Lumbini Guanasmin Quê Sa Khá Ma Sát Sá Bồn Nam Mí Già Ra Chá Bút Tàng Chà Dí. Câu số 4. Santus Sí Tê Đá Santus Thí Tá Đề Quá Bút Tô Cà Lô Đi Bồ Bá Đề Sô Cú Lăng Mà Tà Chà Tí Bành Chá Ma Hà Quý Đồ Cá Nà Ní Vô Lô Kê Tòa Tu Sĩ Tá Phá Quá Tổ Chá Dĩ Quý Đề Quý Già Quý Trình Ốc Cá Mí Tùng. Câu số 5. Phô Bà La Ra Chá Bút Tê Sú Chà Dĩ Tê Sú Bá Quê Ní Già Á Tá Nô Á Tá Nô Tê Sàng Nà Măng Cà Tùng Râm Má Nê Á Phình Hàng Ní Măng Tên Tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Bodhisatto Tusita Phawato Javitoa
Asa lá ma sắc xá bùn nắm mỹ rằng ma hà ma ra đề quý là ốc chìm ốc cá mỹ. Câu số 2 giá sô thả ra ra chả của ma ri xích khắc thù nằm má ra chả của ma rách xá ác giá má hê si bàn ná giam hú lá ra chả của ma rô tí đắp xá ra chả phúc tô đã hô xí. Câu số 3 đê huy đã sanh năng ma sa năng ác trả dây má giác văn hỷ tòa su vi giá giá tí già tê si sát thúc ta rá trả xá tắc xá quát sa năng hú rê lâm bì ní quá nát ni quê xa khá ma sắc xá bùn nà mi già bùn nà mi già ra trả phúc tăng già cha ví. Câu số 4 san tu xí táo đê quá phúc tổ ca lô đi bồ tá đê sô cú lăng ma ta cha tí tăng trả ma hà ví ngô cá na ní gô lô kê toa tu xí tá phá quá tô chá quý đề dí ra cúc trình ốc cá ní tung. Câu số 5 khu ba la ra chả quốc tê xú chá dí tê xú bảo quê ní ra ép tá nô tê sẵn na măng ca tung ra má nề áp kinh hằng nếu mong tèm tí. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất: Bố thí sát tô tu sĩ tá phá quá tô chay vi tòa asahang asahang asinha ma sát sa bùn nam mi yang má hàm mà già đề quý to đề quý già cúc trình ốc cá mí. Câu số 2 giá sơ thá rè ra trái cú mà rì chít thắc thô nà má ra trái cú mà rách xá ắc gá má hề xì bá ná rè hú lá ra trái cú mà rồ bí tách xá rè trái bút tô á hùng. Câu số 3 đề quy đá sanh năng ma sanh năng ách chá dê ná gấp phần cành hí tòa su rí giá gát tí già tê quy sát dút té ré chá xá tách xá quá sanh năng đu rề lùm bi ní quá nát mình quê xa khá ma sát xá bùn nam mỹ già trà trá bút tăng trà dí. Câu số 4 sanh tú sĩ tá đề quá bút tô ca lô đi bồ bá đề sô cú lăng ma tà trà tí bành trá ma hà quý lô cá na mỹ na ní vô lô kê tòa tú sĩ tá phá quá tô trá quý đề quý già cúc trình ốc cá mỹ tung. Câu số 5 phù bà la ra trá bút tê xú trà quý tê xú bá quê lý gia ách tân nô tê sân nà măng ca tung râm mê nê áp phinh hằng lý măng tên tí. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Bồ Thí Sát Tô Tú Sĩ Pát Tú Sĩ Tá Bá Vá Tô Chá Quý Tòa A Sa Há Ma Sát Xá Vù Na Mi Dằn Ma Hà Ma Già Đề Quý Già Cú Chìm Ô Cá Mí Giá Sô Tha Rà Rà Chá Cú Mà Rì Sít Tá Thô Nà Má Rà Chá Cú Mà Rá Xá Ác Gá Má Hề Xì
Kana Rahula Rajakumari Pi Dasa Rajabuto Ahosi Dewi Dasanang Masanang Ajayena Gapang Ganhitoa Suriya Gantiya Dewi Sat Yuttara Jatasa Vasanang Pure Lumbini Vanasmin Vesakama Sasa Punamiya Rajaputang Jayi Santusita Dewabuto Kalo Dipo Padeso Kulang Mata Jati Panja Maha Wilo Kanani Volo Ketoa Tusita Bawato Jawi Dewiya Kuchim O Okam Mitu Pubala Rajabutesu Jayitesu Baniwiya Attano Tesang Namang Katum Brahmane Apin Hang Niman Teti. Dạ thưa sư, cô xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất: Bodhisatto Tusita Bhavato Javitoa Asa Hama Sasa Punamiyang Maha Maya Deviya Kuchin Okami. Câu số 2: Yasothara Raja Kumari Siddhartho Nama Raja Kumarasa Adga Mahesi Pana Rahula Raja Kumaro Pitasa Raja Puto Ahosi. Câu số 3: Devi Dasanang Masanang Achayena Gap Kapang Gang Hitoa Suriya Gatiya Devi Satyuta Raja Satasa Wasanang Pure Lumbini Vanasmin Vesa Kama Sasa Punamiya Raja Utang Yaji. Câu số 4: Santusi Tede Waputo Kalo Dipo Padeso Kulang Mata Mata Jati Panca Maha Maha Viloka Nami Voloke Toa Tusita Bhavato Chawi Chawi Deviya Kuchin Okamitum. Câu số 5: Pupala Raja Putesu Chachitesu Paweniya Atano Atano Tesang Namang Atum Famane Brahmane Afinhang Niman Tenti. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư và con xin đọc bài. Câu số 1: Bodhisatto Tusita Bhavato Kalo Asa Hama Sasa Punamiyang Maha Maha Maya Deviya Kuchin Okami. Câu số 2: Yasothara Rajakumari Siddhartho Nama Rajakumarasa Agya Mahesi
Panarahula raja kumaro pitasa raja putto ahosi. Câu số 3. Devi dasanang masanang akya yena gappang ganhito sugi yagati ya devi satyutara chas satasa vasanang pure lumbi ni vanasmin về xa khắp mà sát xa phùn nạ mi dạ ra cháp phút tăng dạ dị. Câu số 4. Sàn tu si tát đề vác phút tổ ca lô đi phô phà đề sô khu lăng mà ta chà thi phành chá mắc hà vi lô ca nà ni vô lô kê tòa tu si tát bà vá tổ cha vi đề vi dạ cút chín ốc kha mi tùn. Câu số 5. U phà la ra cha phút đề su dạ di đề su phà về ni dạ át tà nô đề sang na mang ca tùn rằm ma nệ á bình hằng ni mạng tàn thi. Dạ thưa sư, con kính cảm ơn. Dạ thưa sư, các Phật tử đã đọc xong rồi. Mời lớp chọn mỗi người một câu để mình giải bài tập đi. Dạ, con xin làm câu 1 ạ. Ai làm được câu nào là một câu đó. Nhưng mà chọn phải nói để người ta biết, không có chọn nhập. Bạch sư, con chọn câu số 5. Bạch sư, con câu số 4. Dạ, con làm câu số 2 ạ. Chị Hoa có làm câu số ba phải không chị Hoa? Alo, chân làm đi. Không, không phải, tại chị nói em nghe không rõ, em để em nói lại thôi. À không, vậy không có ai làm thì chị làm. Rồi. Duck.
Đã mình chung ở cuối trời cảm ơn Trần. Chị mới sửa lại một chút câu 2 á Trân ơi. Bót lại em chị. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc tắt âm thanh. À, còn cô đạo cô còn mấy chữ nữa. Dạ. Thôi cô đọc rồi rồi cô nhập con viết tiếp theo cô nha. Dạ. Rồi cô nhập nhé. Đã mệnh chung rồi con viết tiếp dùm tôi cô đưa lên rồi con thấy không? Dạ chưa. Ủa vậy đâu? Thôi con viết dùm cô đi. Dạ. À, sau khi quan sát năm đại thẩm sát là thời kỳ Phẩy Châu, Phẩy vùng đất, Phẩy dòng dõi, Phẩy người mẹ, cô tắt mic giùm con ơi, tại như đọc cái nhiều cô viết ồn. Thưa sư Phật tử sửa năm câu xong rồi. Rồi tiếp theo của con nha. Thiên tử Săn Tú Si Tá đã mệnh chung ở cõi Tú Si Tá để nhập vào thai bào của hoàng hậu. Tiếp theo dạ. Dạ dạ. Tú Si Tá, ủa thiên tử Săn
sang tá, sang tú si la tá, sang tú si tá. Đã mệnh chung ở cõi tú si tá để nhập vào thai bào của hoàng hậu. Rồi xong rồi hả cô ha? Câu vô cúc xong rồi hả cô ha? Xong rồi con. Cảm ơn con. Dạ thưa sư, Phật tử sửa 5 câu xong rồi. Rồi chúng ta coi bài tập. Giờ câu 1. Bodhisatto tusita bhavato chavitva asalha masasa punnamiyang mahamaya deviya kuching okami. Ở đây có chủ từ đó là Bodhisatto, là Bồ Tát. Mình có bất biến quá khứ phần từ đó là chavitva. Có cụm động từ chính đó là Kuching Okami. Vì ở đây người ta dịch bất biến quá khứ phân từ trước, tức là sau khi mệnh chung từ cõi trời đâu xuất. Dịch vậy nó không hay đâu. Bây giờ sau khi từ bỏ cõi trời đâu xuất, sửa nó lại tí đi. Sau khi từ bỏ cõi trời đâu xuất, dịch vậy là người ta hiểu là chết rồi. Đâu xuất thì cái chữ Tusita Pavato ở đây đó, nó là cách thứ 5. Từ bỏ cái gì đó thì cái đó dùng cách thứ 5. À, cầu trời đâu suốt. Rồi bỏ cái đó đi, bỏ thấy chữ Bồ Tát. Bồ Tát đã nhập vào thai bào của hoàng hậu Mahamaya vào đêm trăng, vào đêm rằm. Vào ngày rằm. Ngày rằm tháng Asalha. Rồi. Tháng Asalha này nó tương tự với người Việt mình thường là tháng 6. Nếu mình không có nhùng. Rồi con số 2. Yasothara Rajakumari Siddhartho Nama Rajakumarasa Agamahesi Panarahula Rajakumaropi Tassa Rajaputo Ahosi. Câu này mình sử dụng cái dấu phẩy đi. Dấu phẩy chỗ Agamahesi đi. Sao cái chữ đó để mình biết nó có hai câu. Này là hai câu chứ không phải một câu, nhưng mà người ta sử dụng một động từ. Thì ở đây mình có chữ Yasothara Rajakumari là chủ từ. Cái chữ Agamahesi là tính từ. Rajakumarasa, Siddhartho Rajakumarasa là cách thứ 6. Tức là công chúa Yasothara là người phối ngẫu. Ồ, là gì? Sư không hiểu. Phối ngẫu là gì? Là người vợ đó sư. Vậy hả? Hoàng hậu chứ. Là người,
với mẫu ngẫu của thái tử Siddhartha. Còn hoàng tử Rahula là con trai của, không phải của bạn ấy. Tại cái chữ tác phá là nam tính, cho nên là của ngài. Của ngài ấy, của ngài ấy. Của ngài, hoặc là trong tiếng Việt mình thì thường dịch là của ngài ấy. Rồi. Có gì sửa là để là phối ngẫu luôn hả sư, hay là để sửa lại cái điện tử mới để cho để biết không? Nếu mà hoàng hậu thì nó phải phù hợp với lại vua, còn này chỉ là thái tử thôi, thì ví dụ mình dùng phải dùng phách thái tử phi, còn không là người phối ngẫu. Devi dasanang ma sanang acchiye na gap hang gan hitwa surya gatiya devi sat yutara chasatasa wasanang pure lumpini wanasmin vesakha ma sasa punamiya Rajaputang cha dí. Thì anh em có chữ Devi là chủ từ. Mình có Ganhitwa là bất biến quá khứ phân từ. Mình có cha dí là động từ chính. Thì ở đây người ta dịch cái bất biến quá khứ phân từ trước, đó là sau khi mang thai 10 tháng. Bỏ cái chữ trải qua luôn, chữ ngắn gì được. Sau khi mang thai 10 tháng thì nguyên cái cụm đó, ma sa năng đắc sa năng ma sa năng ách chi dê ná gấp thăng gần hít toa, em dịch là sau khi mang thai 10 tháng. Cái này dịch chủ từ trước đi, cái chữ 5623 trước đây lịch đó viết nó biết nó sao này ha. Tạm dịch cái bất biến quá khứ phân từ rồi thì mình dịch lại chủ từ. Hoàng hậu ma, hoàng hậu đã hạ sinh hoàng nhi. Thì cái chữ tên lịch để đầu hả sư? Để sau cùng. Để sau cùng hả? Ừ. Vào ngày rằm tháng Bia Sắc 5623 trước đây lịch. Cái chữ 5623 trước đây lịch với 623 năm trước đây lịch nó khác nhau làm sao? Dạ con thấy cái câu mà 5623 trước đây lịch đó thì nghe nó hay hơn, còn cái thời giống như thời gian nó trải qua thì mình sẽ nói là trước đây là 623 năm là cái thời gian nó trải qua, giống như đếm ngược lại. Còn nếu dùng 5623 trước đây lịch giống như ấn định cái thời gian đó. Rồi câu số 4. Ủa cái vườn Lumbini này để sao chứ hả? Để sao cái Hoàng Nhi đã hạ sinh Hoàng Nhi tại vườn Lumbini. Đâu có hạ sinh ở đâu đó thì biết nó kế bên đó là được rồi. Ủa chứ không phải quê sắc trước rồi tới Lumbini rồi nó mới vượt lại hả? Cái thứ tự nó sao? Đã hạ sinh vào ngày rằm tháng Vi Sắc trước. Vào ngày rằm tháng Vi Sắc trước đi. Ông khoan, để hạ sanh. Tại vườn Lumbini. Tại vườn Lumbini.
À, viết vậy đi. Lumpini vào ngày rằm tháng bi sắc năm 623 trước Tây lịch. Rồi. Câu số 4. Santusita Devaputo Kalo Dipo Padeso Kulang Mata Chanti Pancha Maha Vilo Kanani Uloketoa Tusita Hawato Chavi Devi Yakuching Okamitung. Ở đây thì mình có chủ từ là Santusita Devaputo. Vô lô kê toa là bất biến quá khứ phân từ. Cô trình úc cáp mít tung. À, cha quý là động từ chính. Rồi mình còn có thêm cái túc quỷ biến cách đó là cô trình úc cáp mít tung. Thì ở đây người ta dịch là sau khi quan sát năm đại thẩm sát là thì cái ở trong Bali thường nó kể cái gì đó thì cái đó nó nằm ở trong hoặc kép và nó được dùng ở chủ từ. À, thì ở đây mình có năm thứ, tức là châu, nghĩa là ca lá, thời kỳ. Thời kỳ ở đây tức là thí dụ như là thời kỳ chúng sanh nó có tuổi thọ không nhiều hơn một A Tăng kỳ nhưng mà không ít hơn 100 năm. Thì lúc đó thì Đức Bồ Tát này sẽ hạ sanh. Châu thì phải là Trung Pu Đi Pát, gọi là cái gì sư quên mất, tức là cái vùng đất ngày mai tái sanh. Dòng dõi, dòng dõi tức là Đức Bồ Tát này sẽ tái sanh ở trong hai cái dòng dõi, một là dòng Bà La Môn, hai là dòng sắc đế lị. À, một trong hai dòng dõi đó. Người mẹ, tức là người mẹ có đức hạnh, có giới chẳng hạn. Thì người mẹ, cái năm đại thẩm sát đó là để trong dấu ngoặc kép đi, là thời kỳ, mất từ chỗ thời kỳ nè, thời kỳ nè, sao chứ là tới người mẹ. Thiên tử Santusita đã mệnh chung. Cái cách dịch này, nếu mình dịch là thiên tử Santusita đã mệnh chung ở cõi trời Tusita, thì cái chữ Pawato đó nó được dùng ở cách thứ bảy. Còn nếu mình dịch là từ bỏ cõi trời Tusita thì đó là nó là cách thứ năm. À, đã mệnh chung ở cõi trời Tusita để nhập vào thai bào của hoàng hậu. Rồi được rồi. Cái dạng tung đôi khi nó cũng được viết ở cuối câu chứ nó không như lúc nào nó cũng được viết ở đầu câu ha. Sau này mình đọc ở trong kinh thì mình sẽ thấy là một số trường hợp nó sử dụng tung là nó được viết ở cuối câu chứ nó không có viết trước động từ. Rồi câu số 5, cho nên cho các tử mình làm quen một số mẫu câu cho mình học từ đường đó. Bây giờ mình cứ học quen quen nó để mình thấy câu lạ mình dịch không được. Câu số 5. Phu pa la ra cha pu te su cha yi te su pa we ni ya atano atano te sang na mang ka tung pramane apin hang ni man te ti. Chữ ca tung đó mình sửa lại em xưa ca ri tung đi, ca ri tung đi, để cho nó cái ca tung này, ca ri tung.
Vậy đi cho nó dễ tí. Không biết phần từ vựng nếu sửa đó, chắc nếu mà phần từ vựng có mình sửa luôn phần từ vựng nha. Ở đây mình có chủ từ đó là đức vua, động từ là in mình tiền tí, mình có trạng từ chỉ sự thường xuyên đó là phân hăng, rồi mình có vị biến cách là caritung, nguyên cái cụm của nó là nam măng caritung. Đặc biệt ở trong cái câu này nó có cái cụm từ là từ ở cách thứ bảy, tức là một cái danh từ với một cái phân từ được chia ở cách thứ bảy. Và cái cụm từ đó thường là nó được dịch trước. Ở đây nhưng không thấy mình dịch cái cụm từ đó. Giờ dịch cái cụm từ đó trước ha. Trong khi các vị hoàng tử đã được hạ sinh, trong khi những vị hoàng tử đã được hạ sinh, trong khi những hoàng tử thì khỏi chứ bị những hoàng tử đã được hạ sinh. Rồi phải cái đó đi. Các đức vua theo truyền thống, không thì mình phải dịch, nếu như vậy thì mình bỏ truyền thống dịch sao đi. Các đức vua thường mời các vị bà la môn để đặt tên cho các văn tử của mình theo truyền thống. À. Nếu mà dịch cái câu theo truyền thống trước không được hả sao? Được, nhưng mà nó hơi xa với cái chủ, tại mình đã sử dụng nguyên cái cụm kia làm dịch là trước rồi. Nên mình phải dịch lại chủ từ trước. Đúng theo cách dịch thì cái cách thứ ba nó không được dịch trước ở trong trường hợp đó. Cái này do ở trong ngôn ngữ mình thì mình dịch tạm như vậy thôi, chứ theo cái cách dịch của nó thì nó không được phép. Nó phải dịch sao mà mình không quen thì mình đọc thấy nó lạ, nhưng mà trong cái cách dịch của Bali thì cái cách thứ ba nó dịch sao chứ nó mới được dịch trước ở trong trường hợp này. Rồi đó là năm câu Pali. Vua thường mời các bạn làm môn để đặt tên cho các văn tự của mình theo truyền thống. Rồi sửa là hoàng tử đi chân, sửa là hoàng tử thì tại câu đầu cho hoàng tử rồi. Ủa sư sư, cho hỏi thấy đặt tên này chỉ có hoàng tử thôi, thấy còn không có đặt công chúa hả sư? Ừ? Còn không có đặt tên công chúa hả? Tại vì gì trong bài này là hoàng nam nên không có công chúa, nên không có đặt công chúa hoàng ai trên. Không phải, ý con hỏi khác. Ý là Trân hỏi hoàng chúa, công chúa không quan trọng bằng hoàng tử, là nhắc đến hoàng tử không, nhắc công chúa. Không Trân? Đúng rồi. Không biết tự nhiên hỏi sư nghe nói sư quấn. Câu 1 có chữ quán xét, Trân sửa rồi chứ.
thôi. Bây giờ mọi người chọn tiếp câu. Ai dự báo chọn câu 2. Dạ. Yeah. Trang ghi cô luôn Trang. Còn cái câu kia có cô nào đặt không? Để làm cho cô số 1. Dạ cô cố câu 1. Còn câu 3, 4, 5. Làm câu số 5. Dạ. Ba câu 4. Khánh copy mẹ câu số 1 ha. Để chị làm câu 3 cho. Còn câu 4. Ủa, tôi không thấy. Hồi nãy có cô nào còn câu đánh giùm không? Cô dự bảo. Cô đọc đi cô. Chút thô đá ná. Gà chá. Gà chá hả? Gà chá. Gà chà. Bát xá. Bát xá hả cô? Ừ. Gà chá bút tăng. Ba vừa đi già. Na măng ca tùng má hành lá cá rằm má nề na măng ca tùng hả ca tùng na măng gửi gì nữa cơ má hành lá cá rằm má nề Bồ Tát cao ni, Bà La Môn cao ni, ni măng tê tí, ni măng tê xí,
Nam Nê. Xong rồi hả cô bảo? À, cảm ơn nghe. Cảm ơn Trần. Dạ còn có 4. Câu 4 Trân làm đi. Dạ. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi chúng ta xem bài sửa. Nếu mà ta giải được hết các bài tập ly vĩ hai này là nâng cao này là mình cũng khá giỏi. Em phải nhớ được, tại từ vựng mình cho cũng rất là hạn chế, không có cho nhiều nữa, cho nên đòi hỏi mình phải lật lại từ vựng mà mình học trước đây, thì nhà vậy các tự mới có thể nhớ được. Với lại sư cũng cố gắng cho đó là, tức là câu tiếng Việt với tiếng Bali nó cũng không có khác nhau nhiều, chỉ đảo lên đảo xuống vậy thôi, để mình khi mình đọc nhớ ở trong cái câu Bali thì trong tiếng Việt mình cũng có thể sắp xếp lại. Sau khi quán xét năm đại thần sát, thiên tử Santusita đã mệnh chung và nhập vào thai bào của hoàng hậu. Ở đây mình có chữ thiên tử Santusita là chủ từ. Sau khi quán xét thì là bất biến quá khứ phân từ, mệnh chung, đã mệnh chung, dùng dịch là đã mệnh chung, nhưng mà thực sự là tại đã mệnh chung và nhập vào thai bào của hoàng hậu, cho nên nó cái chữ mệnh chung nó chắc chắn nó không phải là động từ chính, thì nó là một cái bất biến quá khứ phân từ nữa, rồi sau đó nhập vào thai bào thì mới là động từ chính. Thì khi mình phân tích như vậy thì sẽ có là Santusita Devaputo. Ở đây thì người ta biết là bất biến quá khứ phân từ trước, nhưng mà chủ từ chúng ta tạm biết nó trước đi, Santusita Devaputo.
rồi sau đó là quan, sau khi quan quán xét năm đại thẩm sát thì Olokitoa là quan sát. Quan sát cái gì đó thì người ta sử dụng nó ở cách thứ năm, và vì tới năm thứ sử dụng cách thứ hai, và vì nó tới năm trường hợp cho nên mình chia nó ở số nhịp thì nó là Pancha Mahavilu Kanani, thêm chữ A từ âm vô. Rồi mệnh chung thì cháu ý toa, mệnh chung cháu ý toa. Rồi nhập vào thai bào thì Kuching Okami, Kuching chữ M ở chấm dưới. Nhập vào thai bào của ai đó thì đó chỉ ở cách thứ 5, nên cái chữ Devija này là cách thứ 5. Rồi câu thứ 2. Thưa sư, cho con hỏi hiểu cái câu này á, nếu mà viết á, viết đã mệnh chung ở là động từ chính thì có thể viết nhập vào thai bào có là Kuching Okami Okamitong được không sư? Vậy thì mình phải thêm chữ để vô, còn người ta sử dụng chữ bà như vậy là người ta sử dụng, là người ta lấy cái chữ đã của bất biến quá khứ phân tự của thì để dịch thay cho bất biến quá khứ phân tự, cho nên người ta mới xài chữ bà ở phía sau. Còn nếu mà bất biến quá muốn người ta muốn sử dụng vị biến cách thì người ta đã sử dụng cái chữ để, thì người ta chữ theo dùng chữ bà thì mình có thể sử dụng được. Rồi câu số 2. Theo truyền thống, vua Tịnh Phạn đã mời các vị Bà La Môn cao niên để đặt tên cho hoàng nam của mình. Thì ở đây mình có vua Tịnh Phạn là chủ từ, đặt tên để đặt tên, mời, đã mời là động từ, mời để đặt tên là bị biến cách. Ở đây mình có cái cách thứ ba là theo truyền thống Pauvidiya. Thì ở đây mình có gì? Suthurana Raja Nimantesi, đức vua đã mời ai đó, thì cái đó là ở đối cách, cho nên mình có là Mahalaka Pramani, mời ai đó để đặt tên thì mình sử dụng nó là Namang. Viết Karitung đi, viết lại Karitung đi, sửa chữ Katung nó thành Karitung. Karitung rồi, trước nó là Pauvidiya, đó là câu số 2. Câu số 3, năm đại thẩm sát. Con hỏi câu 2 thì sư dùng Atano hay dùng Tát Xá thì sư? Tại con thấy sư viết cái câu trên nó dùng Atano. Theo truyền thống, vua Tịnh Phạn đã mời các vị Bà La Môn cao niên để đặt tên cho hoàng nam của mình. À, xài chữ Atano đi, xài chữ Atano. Một cái Atano hả sư? Một. Rồi câu số 3, năm đại thẩm sát. Năm đại thẩm sát mà các Bồ Tát luôn luôn quán sát là thời kỳ châu, vùng đất, dòng dõi và người mẹ. Pancha Mahavilu Kanani, năm đại thẩm sát là chủ từ nha. Mà Bồ Tát luôn quán xét, chữ mà Bồ Tát ở đây thì chúng ta sử dụng nó là cách thứ ba, luôn luôn quán sát, luôn luôn là Nichaka Lăng. Quán sát mà Bồ Tát luôn luôn quan sát, thì Bồ Tát cách thứ ba thì động từ nó phải là ở dạng thuộc động thể, tức là Vulu Kiyanti. Kiyanti luôn luôn quan sát là
chung quan sát là thời kỳ Kalo Dipo Padiso Utlang Mata Cha Tí ha. Nãy câu trên nãy có biết Cha Tí không? Câu Bali trên nãy không có Bali trên nãy đâu có gì. Câu Bali trên hồi nãy đâu có gì đâu sư. Dạ có, hồi nãy câu Bali có sư. Câu Bali có sư. Có là Cha Tí hay là Cha Tí? Cha Tí. Cha Tí. Dạ. Rồi Cha Tí. Rồi, câu số 4. Trước đây lịch 623 năm, Hoàng hậu Mahamaya đã hạ sinh Hoàng Nhi tại vườn Lumpini. Mahamaya Devi Suryagatiya Devi Satyutra Chasatasa Vasanang Pure Lumpini Vanasmin Rajaputang Chayi. Hoàng hậu Mahamaya là chủ từ, đã hàng sinh là động từ, Hoàng Nhi là túc từ. Tại Lumpini 623 năm. Rồi câu số 5. Ủa thưa thưa cho con hỏi cái câu 3 á sư, cái Bồ Thí Sát Tá Xá Sát Tà Hí hả sư? Các vị Bồ Tát đó. Các vị Bồ Tát đó. Có nhiều. Tại câu thù đồng thể là nó có gì? Tao ra thù đồng thể Bồ Thí Sát Tê Hí chứ lỡ. Bồ Thí Sát Tê Hí không phải Tà Hí, Tê Hí. Tại dạng nam tính. Dạ. Câu số 5. Vua Suttorana và Hoàng hậu Mahamaya là phụ hoàng và mẫu hậu của Thái tử Siddhartha. Suttorana Upalocha Mahamaya Devi Cha Siddhartha Raja Kumarasa Mata Pitu. Không được, cái chữ Mata Pitu là mình chia chưa? Hai người thì Mata Pitu nó phải là Mata Pitaro. Cái này mình phải xem cái bản Matu. Cái bản Matu ở phía sau. Yeah. Mata hoặc là Pitu. Nếu mà chữ Pitu thì mình xem cái bản Pitu ở phía sau. Chữ cái bản Pitu này, cái bản riêng của nó. Cái bản Ma Tu, bản người cha nó có một cái bản riêng, người mẹ một cái bản riêng, người cha với là người cháu có một cái bản riêng. Mình xem ở phía sau nó. Nhưng làm ở trong viễn mình chia cái bản chữ người, đúng là người cha Pitu, nên mình là Mata Pitaro. Cái động từ ở trong trường hợp này mình có thể sử dụng số nhiều, số quá khứ hiện tại gì cũng được. Nhưng mà cái chữ Suttodana Upalo, chữ này các tử mình ghép chứ sư chưa có thấy người ta ghép như vậy. Thường là cái chữ ghép với chữ đức vua nó thường chỉ sử dụng cho cái chữ là Suttodana Raja, thường là nó sử dụng chữ đó. Còn các chữ còn lại thường là nó là Suttodano Nama Upalo. Ví dụ vậy, nếu mình xài chữ đó. Nhưng là thấy người ta sử dụng. Cái chữ Upalo cũng rất là ít sử dụng. Như mấy thấy trong cái bản văn phạm của Ngài Minh Châu sử dụng theo chứ. Để từ đó giờ học trong Bali chỉ thấy cái chữ là Raja, là đức vua, là sử dụng phổ thông. Thưa sư, phụ hoàng và mẫu hậu chính là Raja Mata Pitu. Raja Mata Pitu thì Pitaro đi. Cái sửa lại
Raja. Dạ. Không, cái số thô đá ná này có sự Raja. Hay để số đá nô ra đá ná ra chá ra chá số thô đá ná ra chá là phù hoàng thì mình sửa lại. Lúc ra thật ra cái chữ đó người ta dùng tặc thì người ta cũng chấp nhận được, tại là ở trên nó có chữ ra cha rồi. Tại vì người cũng được, tại mình chỉ là Matapita, Matapita rồ. Cái này phải là chủ cách chứ sư? Cái chủ cách nó mà nó số nhiều. À, cha mẹ nó hay cái chữ cho nên phải hay chữ nhiều. Dạ. Rồi. À, thôi mình đi dựng cái này một bài này đi ha. Để kỳ xăm sửa tiếp bài cái này là bài số 1 hả? Kỳ xăm sửa tiếp bài số 2. Dạ bài 2. Về lớp coi lại bài tập trước ha, coi từng bệnh một trước để mình sửa. Tự nào sửa chưa được mình tập sửa. Chắc là mình cũng sửa được vài ba bài. Rồi giờ mời cô Phước Duyên để trả lời. Dạ. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. À, chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe ạ. Dạ, bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước chư thiên ạ. Xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Tammaya, Nam mô Sangkhaya. Con xin thay mặt các học viên đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapumata devanaga mahittika bổn nhân nô anumodam tu chirang rakhan tu sa sanang akasata chapumata devanaga mahittika bổn nhân nô anumodam tu chirang rakhan tu logaru akasata chapumata devanaga mahittika bổn nhân nô anumodam tu chirang rakhan tu nhà ta vô Akasata chapamata devanaga mahittika bunyang no anumodam tu chirang rakantu panino Akasata chapamata devanaga mahittika bunyang no anumokantu rakantu no sada idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tuana gate kale satu satu satu. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Chúc sư nhiều sức khỏe. Em chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon, chúc sư cũng chào cả lớp. Rồi, ngủ ngon. Chúc cả lớp nghỉ.